Những ngày này, nhiều công nhân lao động đã bắt đầu lên kế hoạch ăn Tết. Theo đó, xu hướng ăn Tết tiết kiệm ấm cúng được nhiều người lựa chọn. Rất là nóng nóng mức thưởng Tết. Tiền thưởng Tết thì dùng trang trải cho gia đình, mua đồ, mua quà Tết, sắm sửa cho con cái là chính. Và bản thân phụ thôi. Có kế hoạch cho Tết nhưng mà chủ yếu là ăn Tết tiết kiệm thôi. Qua Tết thì còn nhiều thứ phải lo lắm. Thưởng Tết được một tháng lương, rồi được quà, rồi được thêm tiền phụ cấp khác nữa. Quà thì công ty mình làm gì cho nấy, rồi còn cho thêm những thứ khác. Giá cả hàng hóa thì nó cao hơn. Thì quà đó thì mình cũng giảm được cái chi phí mua sắm của ngày Tết. Tiền thưởng Tết thì tôi không dám xài nhiều, để phòng ngừa những cái việc cha mẹ có chuyện đột xuất. Trong thời buổi kinh tế khó khăn, giá cả hàng hóa thường xuyên biến động. Việc lựa chọn xu hướng ăn Tết tiết kiệm, ấm cúng sẽ giúp công nhân lao động có khoản dự phòng khi có việc khẩn cấp, đột xuất.